Chuột, loài động vật gặm nhấm nổi tiếng với số lượng đông đảo. Dường như, chúng xuất hiện ở khắp mọi nơi trên thế giới. Cộng thêm khả năng thích nghi vô cùng ấn tượng, thì sẽ không khó hiểu khi loài động vật này đã trở thành nỗi ám ảnh đối với rất nhiều người. Đánh vào nỗi sợ này, Studio 616 Game cũng đã cho ra mắt một trò chơi có tên The House of Brass, dựa trên tác phẩm nổi tiếng The Rats in the Walls của nhà văn đại tài Howard Phillips Lovecraft. Game kể về Ray và căn nhà do anh thừa hưởng lại từ người ông đáng kính. Tuy nhiên, căn nhà đó lại không bình thường. Rất không bình thường. Vậy thì hôm nay, các bạn hãy lắng nghe đêm chơi game chúng tôi phơi bày sự bất thường đó nhé. Và đêm đã đến, hãy cùng chơi game nào. Xin chào, tên tôi là Ray. Tôi vừa nhận được di chúc từ người ông quá cố của mình. Tôi rất hào hứng với căn nhà mới, dù tôi còn chưa hề gặp mặt ông của tôi một lần nào. Luật sư của tôi, Karim, đã hoàn thiện thủ tục của căn nhà và tôi sẽ bắt đầu sinh sống ở đây. Tổng thể thì đây là một căn nhà rất cũ và nó bị bỏ hoang suốt 4 năm ròng rã. Tôi hy vọng là mình có thể bắt đầu một cuộc sống mới tại đây. Sau lời giới thiệu ngắn gọn đó, Ray lái xe lên đường đến căn nhà mà người ông đã để lại cho anh. Nơi đây là một khu vực hoang vắng, không một bóng người hay một căn nhà nào khác hiện diện. Xung quanh chỉ là những bóng cây cao, khô quắt, thiếu sức sống, cùng làn xương trắng mờ mịt tạo nên khung cảnh u ám, hiu quạnh giữa một chốn xa xôi. Ray đã xuất hiện trước căn nhà, anh tháo miếng gỗ chắn cửa để đi vào. Bên trong căn nhà có dấu hiệu mục nát. Phía dưới sàn là một lũ chuột đang di chuyển khắp nơi. Có vẻ như lũ chuột ở đây cũng đã trở thành một phần của ngôi nhà. Chỉ có một chiếc đèn nến ở gần đấy thắp sáng trong một không gian nhỏ lạnh lẽo. Bên cạnh là lá thư của vị luật sư Karim với nội dung hẹn gặp anh vào ngày mai. Ray đi xung quanh ngôi nhà, dường như mọi ngóc ngách đều có dấu vết của lũ chuột. Kỳ lạ nhất là việc trên tầng 2 có bức tường chắp phá một cách cầu thả, có vẻ như để che đi một thứ gì đó ở đằng sau. Khu vực này phát ra mùi hương không dễ chịu chút nào, và ruồi nhặng thì bay tứ tung xung quanh. Chúng ta sẽ tạm thời bỏ qua việc đó và bắt đầu trang hoàng lại căn nhà bằng cách sơn những bức tường. Mất cả một buổi hôm đó, và cuối cùng Ray cũng đã sơn xong những bức tường dưới tầng 1. Trong lúc sơn, chúng ta bắt gặp một bài báo nằm dưới sàn. Nội dung kể về một tên sát nhân hàng loạt chuyên đi bắt cóc vào năm 1965. Và những nạn nhân xấu số mà hắn bắt cóc cho đến giờ vẫn chưa được tìm thấy. Hắn được miêu tả là một người đàn ông mang dìu và cực kỳ nguy hiểm, nên chính quyền hồi đó thường cảnh báo người dân luôn cẩn thận với hắn. Nhưng chuyện đã xảy ra rất lâu rồi, có khi tên sát nhân đó cũng không còn có mặt trên cõi đời này nữa. Sau khi Ray sơn xong hết những bức tường ở dưới tầng 1 thì mặt trời cũng đã lặn. Có vẻ như đã đến lúc nghỉ ngơi, Ray tạm thời dẹp công việc sửa chữa căn nhà sang một bên và đi đánh một giấc đến sáng ngày mai. Nhưng mặt trời chưa kịp thức giấc thì tầm khoảng giữa đêm, những tiếng chuột kêu inh ỏi đã lôi Ray ra khỏi giấc ngủ ngon. Căn nhà lúc này tối om, không một ánh đèn. Duy nhất chỉ có chút ánh sáng từ phía bên ngoài cửa sổ chiếu vào. Ray đang có ý định bước chân ra khỏi phòng thì bỗng, thật may, có vẻ như đó chỉ là một giấc mơ. Ray sau đó tỉnh ngủ. Lúc này trời cũng đã sáng, tạm thời quên đi cơn ác mộng đêm qua. Anh trở lại với việc sửa chữa căn nhà của mình. Công việc đang tiến hành được một lúc thì vị luật sư Karim cuối cùng cũng đã đến. Trong lúc trò chuyện thì Ray đã đề cập về việc ngôi nhà có quá nhiều chuột và đề xuất với Karim về việc gọi bộ phận diệt chuột đến xử lý. Chuột ư? Lạ thật. Sáng ngày mai tôi sẽ cử một đội diệt chuột đến chỗ cậu. Đừng lo, Karim trả lời. Sau đấy, cả hai cũng vào trong nhà để tránh cơn mưa vừa ập tới. Nhưng Karim cũng không ở lại lâu. Sau một hồi tham quan căn nhà cũ kỹ này thì anh ta cũng thông báo có việc gấp và chào tạm biệt Ray để đi về. Trước khi đi, Karim có nhắc đến việc bức tường bốc mùi cần được phá đi để xây mới. Vậy nên, sau khi sơn xong tầng 2 của ngôi nhà, Ray đã lên gác mái để tìm dụng cụ phá bức tường. Trong lúc đi xung quanh trên gác mái, anh phát hiện ra một chiếc rìu cũ đang nằm dưới sàn với đầy máu xung quanh. Lại gần hơn để quan sát, bỗng nhiên đầu óc Ray quay cuồng. Sau đó, anh gục xuống tại chỗ.
anh lại có thêm một cơn ác mộng nữa. Và lần này là về thứ phía sau bức tường bốc mùi kia. Và đó là những xác người đã được phân hủy thành những bộ xương thối rữa. Sau cơn ác mộng kinh hoàng đó, Ray tỉnh dậy với cơn đau đầu dữ dội. Anh lảo đảo bước xuống phòng ngủ, tạm gác công việc sửa nhà lại. Ray cố ngủ để quên đi cơn ác mộng vừa rồi. Quả là không dễ ngủ chút nào khi cơn đau đầu đang cộng hưởng với tiếng mưa ồn ào bên ngoài. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Ray lại thấy con chuột khổng lồ xuất hiện thêm một lần nữa. Nó lừ lừ tiến vào căn phòng, rồi dần biến mất trước tầm nhìn của Ray. Nằm xuống giường chưa được bao lâu, Ray lại bị mất giấc. Lần này, không chần chừ như trước nữa, anh leo lên tầng gác mái, vác cây búa tạ, đi xuống tầng 2 và quại thẳng vào bức tường, khiến nó vỡ toác ra. Đúng như trong cơn ác mộng trước đó, đằng sau bức tường là vô số những bộ xương được chôn giấu từ lâu. Sau khi hoàn hồn, Ray quay lại phía sau thì phát hiện một người đàn ông lạ mặt. Khi lại gần, anh được biết đó chính là linh hồn của người ông quá cố hiện về. Và sự thật trần trụi được tiết lộ. Ông của Ray chính là kẻ sát nhân năm xưa, đã từng giết rất nhiều người để giúp cho lũ chuột có thêm thức ăn, đồng thời cũng là để bảo vệ căn nhà này. Ông thuyết phục Ray hãy tiếp nối công việc này của ông bởi vì căn nhà muốn như vậy. Và tất nhiên, anh đã từ chối thẳng thừng. Mặc dù tâm trí anh muốn rời bỏ căn nhà này ngay lập tức, nhưng có thứ gì đó ngăn không cho việc này xảy ra. Mọi thứ càng lúc càng trở nên mất kiểm soát hơn. Khi bức tường bất ngờ hiện lên dòng chữ màu đỏ với nội dung "Cho bức tường ăn, cho lũ chuột ăn", tiếng còi xe vang lên, bộ phận diệt chuột đã đến. Liệu đây có phải là tín hiệu tốt về việc tống khứ lũ chuột khỏi căn nhà này? Sau một hồi trò chuyện, nhân viên diệt chuột bước vào nhà để xử lý công việc. Nhưng khi chuẩn bị tới công đoạn quan trọng, Ray tiến lại gần anh ta và trong nháy mắt, người kia đã nằm trong vũng máu. Ray hoảng hốt, không biết chuyện quái gì vừa xảy ra. Tuy nhiên, Karim có thể đến đây bất cứ lúc nào. Anh không muốn chuyện này lộ ra, nên đã khẩn trương lôi cái xác và giấu sau bức tường ám mùi kia. Mấy ngày trôi qua, Karim không hề đến thăm anh. Cuối cùng, Ray nhận ra mình đã không còn đường lui nữa khi đã ra tay giết người. Rốt cuộc, anh đã chấp nhận số phận về việc trở thành một phần của ngôi nhà và san sẻ nó cùng với lũ chuột. Nhưng điều khiến anh bực mình là con chuột khổng lồ thường xuyên xuất hiện và quấy rầy anh. Không thể chịu nổi nữa, Ray mua một khẩu súng lục để có thể xử lý nó một lần và mãi mãi. Và điều gì phải đến cũng đã đến. Ray tìm thấy con mồi của mình. Anh đuổi theo và liên tục xả đạn vào nó. Phải mất một lúc để sinh vật kỳ dị đó nằm im dưới chân anh. Tuy nhiên, mọi thứ giờ cũng không còn yên ổn nữa. Ray nhận ra mình đã trở thành một con quái vật, một con chuột. Giờ đây, thay vì căm ghét bọn chuột như hồi đầu, thì anh đã coi sự hiện diện của chúng như một lẽ đương nhiên. Và anh thật sự yêu quý đám sinh vật lông lá đó. Thế nhưng, tiếng nói lương tâm của anh vẫn hiện diện. Anh không muốn làm hại thêm bất cứ ai nữa. Vậy nên, một quyết định then chốt đã được đưa ra. Anh đã từ giã cõi đời để giữ an toàn cho tất cả mọi người. Mặc dù được dựa theo truyện ngắn kinh dị The Rust in the Woods của nhà văn Lovecraft, nhưng hãng game 616 cũng đã tạo nên một tựa game hấp dẫn với cốt truyện của riêng họ. Nếu như bạn đang tìm kiếm một tựa game kinh dị có thời lượng ngắn để trải nghiệm, The House of Rust sẽ là một lựa chọn không hề tồi chút nào. À, sẽ đặc biệt hơn nếu như bạn là người sợ chuột. Và cũng đã đến lúc kết thúc video. Nếu bạn muốn chia sẻ thông tin hay giả thuyết gì về game, thì cũng đừng ngần ngại comment dưới video hoặc gửi mail tới địa chỉ mà chúng tôi đã để ở phần mô tả nhé. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Chúng tôi là Đêm Chơi Game.